cho các bạn để nấu cháo và nấu ăn dặm cho các bé yêu thì các viện thường xuyên sử dụng nồi nấu cháo chậm. Như vậy thì để mua được nồi nấu cháo chậm tốt, chúng ta cần lưu ý những gì? Trong video này, mình sẽ chia sẻ một số tiêu chí để các bạn có thể lựa chọn cho gia đình mình nồi nấu cháo chậm tốt nhất. Lưu ý đầu tiên đó chính là chất liệu của các bộ phận. Chất liệu nồi rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bé. Bạn nên lựa chọn những loại nồi sử dụng chất liệu cao cấp như là hợp kim nhôm hay inox hoặc là nồi sứ. Với nồi sử dụng hợp kim nhôm thì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe bé, bạn nên sử dụng những hợp kim nhôm là loại được gia công và đã xử lý qua oxy hóa. Những loại nồi này cũng dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Nồi sử dụng chất liệu inox thì các loại inox được ưa chuộng hiện nay đó là inox 304. Bạn không nên mua nồi được làm từ inox 403 hay là 201 vì có rất nhiều chất độc hại về ảnh hưởng đến sức khỏe. Nồi được làm từ chất liệu sứ thì sứ có khả năng truyền và giữ nhiệt tốt, hơn thế nữa còn tiết kiệm điện năng. Đây cũng là chất liệu được người dùng đánh giá cao. Nấu cháo bằng nồi lõi sứ rất nhanh sôi, vì thế bạn nên lưu ý cho nhỏ lửa, nếu không cháo sẽ bị trào. Tiêu chí thứ hai đó chính là thiết kế bắt mắt. Nồi nấu cháo chậm có thiết kế khá giống các loại nồi như là nồi áp suất điện hay là nồi cơm điện. Màu sắc trang nhã bắt mắt tôn lên không gian bếp của gia đình bạn. Thứ ba đó là về công suất nồi nấu cháo. Công suất hoạt động sẽ quyết định độ nhuyễn của cháo. Nếu bạn muốn nấu nhanh thì bạn nên chọn những loại máy có công suất lớn. Tuy nhiên công suất hợp lý nhất bạn nên chọn là từ 90 đến 150W. Vì trong món nấu cháo cho bé ăn dặm cần rất cẩn thận nên bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn. Thứ tư là về dung tích của nồi. Các sản phẩm nồi nấu cháo cho bé hiện nay được bán trên thị trường có dung tích từ 1 đến 2,5 lít. Tuy nhiên tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bé và gia đình mà bạn nên mua những sản phẩm hợp lý nhất. Nếu bạn chỉ sử dụng nồi để nấu cháo cho bé thì nên sử dụng những nồi có dung tích từ 1 đến 1,5 lít. Còn nếu bạn còn sử dụng nồi nấu cháo chậm cho các mục đích nấu ăn khác như là hầm thịt, kho cá thì bạn nên sử dụng nồi có dung tích chứa lớn hơn từ 1 đến 2,5 lít. Sử dụng nồi nấu cháo chậm phù hợp vừa giúp bạn có thể tận dụng tối đa các chức năng, đồng thời tiết kiệm chi phí. Thứ năm là về các tiện ích và tính năng của nồi. Một sản phẩm nồi nấu cháo chậm đa năng sẽ được đánh giá cao và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hơn. Vì thế thì mình nghĩ bạn nên chọn những sản phẩm vừa có thể nấu cháo, vừa có thể hầm xương, kho cá. Thứ sáu là về giá nồi nấu cháo. Hiện nay trên thị trường nồi nấu cháo chậm cho bé đang được bán với mức giá dao động từ 300.000 cho đến 600.000 đồng. Các sản phẩm được sản xuất từ các thương hiệu nổi tiếng thường có mức giá bán cao hơn như là Korean King hay là BB Cook. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mua những nồi có mức giá thấp hơn mà vẫn đảm bảo chức năng và chất lượng sản phẩm đem lại. Tiêu chí cuối cùng mà chúng ta cần biết trước khi mua nồi nấu cháo chậm đó chính là thời gian và chế độ bảo hành của nồi. Các sản phẩm nồi nấu cháo chậm hiện nay thường được bảo hành từ 6 đến 12 tháng. Bạn nên chọn những sản phẩm được bảo hành dài để sử dụng yên tâm hơn. Vậy nên mua nồi nấu cháo chậm ở đâu để hưởng nhiều ưu đãi nhất? Hiện nay các trang thương mại điện tử như là Tiki, Shopee đang bán nồi nấu cháo chậm với rất nhiều mức giá ưu đãi. Bạn có thể yên tâm mua tại các địa chỉ này. Và vừa rồi là một số tiêu chí chúng ta cần lưu ý trước khi mua nồi nấu cháo chậm. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích dành cho các bạn, để cho các bạn chọn lựa được cho mình nồi nấu cháo chậm phù hợp với gia đình mình nhất. Link sản phẩm thì mình sẽ để sẵn ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.